Rồi để làm cho mình hãy làm điều đấy thành hiện thực đi. Trời ơi sao em kết dở vậy? Hai bạn đã rất là nhiệt tình tham gia vào các trò chơi và thử thách của chương trình hôm nay. Chương trình có quà. Bây giờ chúng ta sẽ còn một cái thử thách cuối cùng trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Đó là có quà. Quốc Anh sẽ phải tỏ tình với Emily theo ba phong cách khác nhau. Phong cách đầu tiên đó chính là xến sẩm. Rồi bây giờ mình bắt đầu nè. Mọi người chơi khó rồi, bắt Quốc Anh động não khổ đấy. Đấy, nãy giờ mọi người nói là Quốc Anh hiền cái này, quá, cái Quốc này. Anh thì bây giờ hôm nay bây giờ mình giả sử thôi, mình giả sử mà. Mình giả sử. Đúng nhưng rồi. Mà tại vì thực sự quanh chung mà tại về phần tán gái hay là không giỏi ăn nói, không giỏi đúng. Nhưng mà là chị hoặc là các em tự đổ thôi. Thì bây giờ nếu mà khó mình mới là thử thách chứ đúng không? Nếu mà quá dễ thì chẳng ai thử thách là gì nữa. Nếu mà việc đấy làm hàng ngày thì quá đơn đúng. Giản rồi. Rồi bây giờ một cái mình nhớ là trong phim hay là mình đã đọc đâu đó một câu thể thích gì đó xến sẩm cực kỳ, bây giờ mình thể hiện lại xem nào. Cố lên nào, chị tin em làm được. Đó, đúng. Ba bộ phim rồi. Đúng, mình là diễn viên mà mình phải diễn được, xem như đây là một phân đoạn cho một bộ phim đi. Xến nha, phải làm sao cho khán giả thấy, các bạn thấy là xến, thật là xến giờ nha. Giờ em cứ tưởng tượng đúng. Chị là Lisa của Blackpink chẳng hạn đấy. Giờ một ngôi sao Hàn Quốc vừa về đó mà em thích quá, em phải cười. Giờ sao? Cố lên. Hay mình đổi đi, hay cho chị Emily tán mình không, đi. Không, chị nói quá, Emily hoạt ngôn. Nên là cái việc mà nói nhiều này nọ thì mọi người đã thấy rồi, Emily nói quá nhiều. Không, bây giờ không, chúng đổi lại chúng ta. Chúng ta rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi lại, bây giờ sẽ Quốc Anh sẽ tán tỉnh Emily thành một phong cách xến sẩm và một lát nữa MC sẽ bắt Emily tán lại Quốc Anh bằng một cái phong cách khác. Ok, đó. Thế hợp lý rồi. Ok rồi. À, xến sẩm mà. Đúng. À. Ok. Ừ, mình phải nhập tâm lấy, bây giờ lấy tâm nè, lý lại. Nè, dù đây. Sao cũng đóng với nhau một bộ phim ngắn rồi, hai cái MV rồi. Đấy. Sắp tới còn một cái nữa. Nhưng mà hầu hết là toàn chị tự đổ chứ em có nói tám gì đâu. Thì đó, bây giờ mình thử nghĩ suy nghĩ xem. Nói bậy nè, trong phim ngắn kết đấy. Phim là em nói đấy, em đấy, nói đấy. Là anh yêu em hay là cái gì đấy xong rồi chị anh mới yêu bảo em thì là đơn giản quá thì ai chả nói được, nhưng mà cái chính là phải có một chút ngôn tình trong đấy. Đúng đúng. Vậy suy nghĩ đấy. Suy nghĩ đấy. Nhớ mấy bài thả thính xài cũng được. Chị em đi. Nếu giả sử trong tương lai ấy, mình có lấy nhau đi. Nếu một hôm thức dậy mà anh không thấy được em nằm bên cạnh, một buổi sáng mà ánh sáng lóe qua mặt em thì chắc anh dậy đi tìm luôn ấy. Thổn thức, chắc là phải đi tìm, đi vòng quanh thế giới phải tìm em được luôn. Nhưng hôm nay make up hơi đậm. cái này là tỏ tình mình vô duyên rồi mọi người. Mà cái đó hôm nay em biết có hơi đậm tiếp rồi sao? Cái rất nhịp rồi. Không sao rồi. Để em cứu, để em cứu. Đó, rồi sao thì hôm nay chị em đi, hôm nay em muốn kiểu ấn tượng với anh nên là em muốn make up nó đậm xíu, nó tôn lên cái nét đẹp cá tính của em. Rồi sao anh tiếp câu chuyện của anh đi. Em muốn nghe cái câu chuyện mà về sau cưới nhau rồi anh sáng dậy anh không thấy em bị bắt cóc đó, giờ anh tính sao? Anh nguyện chết thôi em hả? Sao? Không, anh phải tìm em chứ. Ừ rồi sao mà anh tìm em thấy em nằm bất động trên một cái bãi cỏ nào đấy thì sao? Không, nhưng mà thì không thấy em, tìm qua nhà thì không thấy. Em trong nhà vệ sinh đúng không? Đang đánh răng thay quần áo để rồi đi làm. Rồi kết câu chuyện. Cái kết đi là anh muốn nói gì? Mình đây để làm cho mình hãy làm điều đấy thành hiện thực đi. Trời ơi sao em kết dở vậy? Trời ơi để kết à? Này tính là của em rồi. Này em kết rồi.